Bây giờ con khui máy mới nha. À, nó cứ tật 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 vậy á. Chạy theo le re re của con, dạ, theo le. Nước ở dưới nhà mình tắm nó thấy, nó cứ bơm từng nhiệt từng nhiệt. À, nó mình cái nó yếu, nó mình nó yếu đúng không? Nó không có ra đều được. Cái dòng đó là dòng bơm cơ. Bơm cơ là nó vậy chứ. Cái này hoàn toàn không có dính khí điện tử nó vô. Dạ, không có cái gì hết á. Thôi tiền nào của nấy. Dạ, đúng rồi. Con này thì nếu về cái tầm giá mà tầm trung á để mà xài được biến tần, nó là con này là rẻ nhất rồi. Còn mà của hôm qua em gửi của Pentax, của Ý, của Đức đồ, nó tới 10 mấy 20 triệu không à. Cái này thì nó dễ lắm chú. Ở đây thì nó có tăng giảm áp lực. Chú muốn mình thì tăng lên. Hôm qua anh có gửi cho chú cái video rồi coi đúng không? Hôm qua trước khi đi ngủ chú có nằm chú coi. À dạ. Rồi bây giờ con sẽ cắt đưa con này. Cũng hai người coi hả? À, con quên mất cái này tắt điện ở đâu ta? Đây là con bơm tăng áp này, của Bana nha. Thì hiện tại thì máy không có vấn đề gì cả, máy chạy rất là ngon luôn. Nhưng mà nó chỉ có một cái lỗi nhỏ là cái rơ le này, là rơ le cơ. Cho nên khi chạy nó hay bị tình trạng tắt mở ha. Chỉnh rơ le vô quá thì nó chạy hoạt không tắt, mà mở ra thì nó lại tắt mở. Nhất là khi mà xả cái bồn nước ở trong bồn cầu á. Cho nên bây giờ mình sẽ thay có hai con biến tần này. Biến tần này thì là sẽ 800W nha, bảo hành 3 năm này. Hàng này thì hàng của Trung Quốc nhưng mà sản xuất 9 hàng của công ty luôn. Cho nên bảo hành 3 năm, 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu bị lỗi nha. Đầu này đầu vào này, đầu này đầu ra này. Hàng này thì bao chuyện mọi người. Nói chung là bao xài chạy êm, có nút nguồn này, tải máy này, tăng áp này, giảm áp này. Ở đây là báo điện, sự cố điện này, đây là báo mất nước này, đây là báo nhiệt độ nóng quá này, đây là máy bị lỗi bo này. Nó có báo hết tất cả. Đây là mặt hiển thị chỉ số của bao nhiêu ký của cái máy này, của máy thế nha. Đó. Thì hàng của Trung Quốc nhưng mà chất lượng nó rất là tốt. Tại vì hàng là công ty sản xuất chính hãng á. Đây thì mình đang trên lầu 5. 1, 2, 3, 3. Trên nóc lầu 3. 1 trên 3 lầu. Kia là cái dàn năng lượng mặt trời này. Thì dàn năng lượng mặt trời này là dàn năng lượng mặt trời chịu áp được. Cho nên nó có thể hút từ nước lần này, đẩy qua rồi đẩy qua cái dàn năng lượng mặt trời rồi đẩy xuống nhà luôn. Tức là nhà như vậy sẽ xài một máy bơm tăng áp thôi. Hiểu mọi người hiểu không? Còn nhiều nhà mà xài năng lượng mặt trời bằng ống thủy tinh á, nó như bên kia cái ống thủy tinh á, nó như bên đó thì sẽ không có xài được một máy mà phải sẽ bắt buộc phải xài hai máy ha. Con này thì công suất của nó là 125W thôi. 125. Ở đây 800W nó không phải là dư đâu, nhưng mà nhà một cái bắt đầu xài con như vậy đó, thì mình có thể điều chỉnh áp theo được cái công suất của mình ha. Có thể chạy tăng áp giảm áp được. Ví dụ mình để khoảng chừng 2 kg đi, thì mình mở một vòi nhỏ thôi nó sẽ chạy nhẹ nhàng cho đủ 2 kg. Còn nếu mà mình mở hai một để 2 kg mà mở hai vòi thì máy nó chạy nhanh hơn một xíu. Rồi ok chú, bây giờ nó chạy được đó. Để chú xuống CB chưa? Rồi để con gọi cho chú cầm điện thoại nghe luôn nha. Đây. Tăng thử để tắt điện nha. Dạ. Rồi chú ơi. Đó, cái vừa này chú thử mở lại coi. Rồi cái đó. Rồi tắt rồi. Rồi chú nhớ luôn nha. Dạ. Thank you.
Dạ 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 rồi chú. Tạm thời là cho em nó con một bên đi đã. Mình sẽ đưa cái máy vào mình cân thử xem thử. Đầu vào của nó bên này này. Đây, đầu vào của đây nha. Ở đây thì kê xốp này thì mình không cần phải kê đâu làm gì cả. Tại vì cái nhà xưa nó ồn, nó mới kê nó rung rung nhà thôi chứ cái này thì khỏi. Cái này chạy em ru. Em đã đi rồi sao anh còn đợi một trời mong. Ok, lắp như vậy là mình thay qua được rồi ha. Đường vào này, đường ra này. Để mình không có xài rắc co nha. Tại vì rắc co một thời gian nó sẽ dễ bị xì cái rắc co. Nhất là rắc co mà để ngoài trời á, một thời gian nó sẽ bị xì nên mình không có xài. Trục trặc vấn đề gì đó thì mình sẽ quay lại mình xử lý thôi. Chứ rắc co là mình không có xài nha. Vì đây là bơm áp nữa nên mình hạn chế sử dụng rắc co. Rắc co nó sẽ rất chi là dễ bị lắp nhiều rồi, mình biết. Máy lên bắt đầu chạy này. Đó, nó sẽ lên nước nha. Nó sẽ lên số từ từ nha. Cái này thì mình sẽ chỉnh nó xuống khoảng
25 trước. Tại vì ở đây nó để mặc định là 30 lận, mình sẽ để 25 này. 25 nha. Đó, nó tắt đó ở nhà, nó chạy chấm cái máy này nó mới tắt. Đó. Như kiểu máy bay. Thì thử nước dưới nhà đó mình nha. Mở vòi nước ở dưới nhà ra. Này. Một cái đường bồn này nè, một cái bồn này đi xuống qua máy bơm này. Ở đây có một cái tê này, một tê qua bên đường bên kia xuống nhà. Và ở đây một cái tê đi qua nhà năng lượng mặt trời này. Còn ở đây thì đi tới trục trước. Trục này. Thì cái nhà năng lượng mặt trời này nó sẽ xài được được cái máy bơm áp, tại vì nó là tấm kính và ống đồng nha. Ở đây nó có một cái van xả áp nữa. Ví dụ trường hợp mà cái con bơm kia mà nó áp mạnh quá thì sau này nó sẽ ra ngay cái áp này. Nó xả ngay đây. Đó, người hiểu không? Nó xả áp ra ngay đây. Đó, nó là vậy, đây là cái van xả áp của nó. Người hiểu không? Cái bình này là 300 lít nha. Hàng này hàng xịn. Nó không như mấy cái ống thủy tinh kia như mình nói rồi. Rồi trên này mình đã xong rồi. Ở bên này còn một con bơm này nữa. Bơm này hình như là ngày xưa khách cũng xả cho nước nóng hay sao á. Đây, chính xác. Cũng của bán 100 lít luôn. Cũng rất là luôn. Bán 100 lít. Một nơi lớn đêm trắng tay, yêu anh nhiều bao năm ngày cay. Rồi mình xuống dưới mình sẽ thử, đang đứng trên lầu 3. Xuống dưới mình sẽ thử, rằng áp cho mình đi, để điều chỉnh tiếp.